Là chị đây là đất của tôi với dì Hai mua chung một thửa, em hiểu không? Có người bán nó chung mình luôn. Tôi nói cho em nghe đăng ký mà nha. Bây giờ vụ án 4 năm rồi chưa đưa ra xử, đem ra rồi dẹp vô, đem ra rồi dẹp vô 4 năm thụ lý. Em tính sao? Bây giờ nếu em đăng ký thì em mời anh cơ quan là người bán đất lên đây rồi em biết. Không ở đây là chị nói cho em nghe, ở đây là hội đồng nhân dân, chị là dân, chị đến nhà nước thì nói cho em nghe. Rồi bây giờ ông ấy thì em đang súng làm bắn chết hơi một đi, bốn người này là còn khỏi xử. Tại vì chị nói cho em nghe nè, tại vì cán bộ công an lấy đất của gia đình chị cho nên mới kéo dài tới như vậy. Ủa chị nói bậy sao? Chị nói bậy là em có quyền xử lý chị. Anh Phước, anh vợ của tôi nói. Nó nói người nói bậy. Nói bậy cho nó tính. Ăn cái được hả? Nói bậy sao rồi nói bậy. Cán bộ tham nhũng cướp đất của dân chia nhau mà ăn. Chứ đừng có nói bậy. Có mới nói. Tôi nói bậy tôi chịu tội. Có bằng chứng không? Mấy chú làm đàng hoàng chưa? Cán bộ nhà trại ha, góp đất của tôi ha, chia cho huyện ăn chia cho tỉnh. Liên kết với nhau không thử đất cho tôi còn nói nữa. Cán bộ trại giam lấy đất á. Bây giờ nếu em muốn biết thì em liên hệ với tòa án, biết là ai. Nghĩ như vậy là sao? Làm vậy đúng hay sai? Nó lại sao? Chủ trương nào đưa ra? Cán bộ tham nhũng của đất dân, bởi vậy mới có ăn sung mặc sướng, bởi mới có tiền á, xe hơi nhà cao cửa rộng. Tham nhũng mới chứ làm lương một tháng có bao nhiêu tiền, nhờ tham nhũng nó mới giàu đó.
Vậy tiền của dân không á, chứ đâu phải tiền của vợ chồng ta hả? Sống chăng đi niệm ánh, tôi tu phải khổ như vậy nè. Sao mấy ông không dòm gói cho tôi vậy? Trời, tôi mua hả? Có chỗ, có đất nè. Không dòm gói cho tôi vậy nè. Hả? Nó sống ung dung luôn vậy đó. Mà giờ để cho gia đình tôi phải khổ như vậy nè. Rồi nè, chứng tới nè. Chứ đâu phải mua lậu mà tôi cứ chẳng phải ăn cốt ăn giật ai. Còn trở lại nói tôi nó bậy nè, mẹ con tôi nói bậy. Gói lại nguyên không phải hả, mà không có. Okay. Ta có mẫu. Trời ơi, nói ra nó lại tiếp ai nó bậy. Nó lại ăn cố tình giật của ta nó trúng. Còn nói vậy nó bậy thấy không? Thích quá mẫu nói vậy đó.